anh Sa ở trên cao và làm quen với cái ghế này. Các bạn để ghế nó đứng vững chặt trên sàn nha. Rồi, để mà các bạn có thể hít xà đơn được nhiều cái như thế này, các bạn cần thời gian luyện tập. Và cái cách từ lúc mà các bạn hít ở cái tầm trung, tầm thấp như thế này đến khi lên cao, thì chúng ta sẽ làm quen với việc là chúng ta sẽ bật nhảy lên. Bạn nắm rộng tay nha. Nếu mà mới với những bạn mới tập á, các bạn hãy hít như thế này trước. Hít như thế này nó dễ hơn. Cầm bàn tay hướng vào trong, mình gọi đó là chin up á. Sau đó các bạn đỡ vừa tay thôi, bằng vai rộng hơn chút, nó sẽ dễ hơn. Còn khi mà bạn quen rồi, bạn sẽ để rộng tay, nó sẽ tác động và nó nới rộng cái cơ lưng của bạn nhiều hơn. Nhưng tất nhiên là rộng tay nó sẽ khó hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đỡ vừa tay nha. Chúng ta đỡ như thế này đi, cho nó dễ. Chân của bạn để trên ghế, các bạn nhảy lên. Khi các bạn nhảy lên, các bạn cố gắng gồng tay cho cái người của bạn nó đưa từ từ xuống như thế này. Chắc chắn là với cái thanh xà nó chỉ cách mặt đất cao 2m, các bạn đứng như một cái ghế thì bạn nhảy qua cái thanh xà nó rất là dễ. Nhảy lên nha. Rồi, các bạn đu xuống, các bạn đưa từ từ xuống. Hết tay, đá xuống ghế. Cố gắng xuống càng sau càng tốt nha các bạn. Rồi, chúng ta làm lại ha. Bạn này nhảy lên nè. Nhảy lên. Các bạn đu xuống. Đó. Tập như vậy nhiều lần nhiều hiệp thì các bạn sẽ có thể cỡ tầm một tuần, một hai tuần đến một tháng các bạn có thể hit xà đơn được, nó sẽ không khó. Tương tự là chúng ta cầm vừa tay, chúng ta cũng nhảy lên luôn xuống đó, rất là an toàn cho các bạn với các bạn mới tập. Và khi chúng ta quen rồi, chúng ta cầm rộng tay ra hơn một chút, các bạn nhảy lên ha. Đó. Như vậy là mình đã chỉ cho các bạn rất nhiều cách để chúng ta có thể làm quen với việc tập xà đơn. Chúc các bạn tập tốt. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Game. Hôm nay tập tại nhà và chúng ta sẽ tập cơ lưng rộng, còn gọi là cơ xô. Let's okay. Và như vậy thì chúng ta sẽ là bắt đầu với những bạn mới tập. Các bạn mà muốn hít xà đơn như thế này, các bạn sẽ rất khó lên, có thể hít lên được. Và như vậy thì chúng ta sẽ tập một cách đơn giản hơn, mình gọi là xà đơn tầm thấp. Nói như thế này, các bạn cầm một, dùng cái thanh đòn các bạn đặt lên ở cái mức độ mà các bạn gắn đùi á, và chúng ta sẽ cầm rộng tay ha. Chúng ta sẽ thích như thế này, bạn để chân xuống, để thẳng cái trục cơ thể, vuông góc cái tay chút, rồi chúng ta để tay xuống, ta thích lên. Tại vì như thích như thế này nó sẽ nhẹ hơn vì các bạn đã đỡ trọng lượng cơ thể của các bạn rất là nhiều. Chúng ta thích lên, ta dùng chân nha, ta đẩy nó lên chút. Các bạn lưu ý là cái động tác là các bạn phải xuống hết tay và lúc lên là cái cầm của bạn phải qua cái thanh xà, thì đó mới được tính là một lần hít. Cái cách thứ hai chúng ta sẽ để khi các bạn hít quen hơn rồi thì chúng ta sẽ dùng một chân thôi. Chúng ta đặt lên. Nó sẽ nặng hơn một chút. Cố gắng là gì mà dùng cái lực tay kéo thật nhiều nha các bạn. Đó là hai cách cơ bản và đơn giản. Khi các bạn quen hơn rồi, chúng ta sẽ làm quen với cái cách thứ ba. Chúng ta sẽ đặt kiếm một cái ghế nhỏ, chúng ta đặt chân lên đó và chúng ta hít tiếp. Cái việc mà đưa xuống từ từ nó cũng giúp các bạn tác động vào cơ nhiều hơn. Nghĩa là thay vì các bạn thả nhanh xuống, các bạn có thể thả nó chậm chậm xuống một chút. Vì khi thả chậm xuống, cái cơ của bạn nó sẽ căng cái quãng đường mà nó di chuyển. Từ lúc mà nó ở trên là cái lúc mà nó co lại hết cỡ, và ở dưới là lúc mà nó giãn ra hết cỡ. Chậm một chút như thế này. Nó vô cái lưng của bạn nhiều hơn. Chào các bạn, thì đến với cái buổi tập lưng ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tập cỡ 5 đến 6 đến 7 bài tập với cái thanh xà đơn này. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn hit xà đơn rồi, các bạn đã là quen với những cái bài từ cơ bản ở mức tập thấp,
nên những cái bài bật nhảy thì chúng ta cái bài này nó sẽ hơi nâng cao một chút, là chúng ta sẽ hít với cơ thể của chúng ta không, và chúng ta có thể thêm trọng lượng đã. Nhưng hãy lưu ý rằng là khi hít xà đơn, cái tay của bạn nó rất là dễ chai, vậy nên á hãy mua một cái đôi bao tay mang vô. Loại này thì nó cũng rất là rẻ thôi, bạn xỏ nó vô gì. Loại này nó giúp cho các bạn đỡ chai hơn và nó bám tốt hơn. Cái loại này là cái loại nó có kèm quấn cái cổ tay, nó sẽ giúp cái cổ tay của bạn cứng hơn, bạn tập sẽ an toàn hơn, phù hợp để các bạn tập luyện tất cả các thể loại tập tạ. Rồi, bạn siết chặt ở cái chỗ cổ tay nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ hít xà đơn với tay nắm vừa. Vừa nghĩa là nó chỉ bằng cái vai của bạn nhỉnh hơn chút. Tại nên chúng ta sẽ tập nắm đầu, cũng như chúng ta tập nắm vừa. Các bạn hãy lưu ý là khi các bạn hít lên, hãy để cầm của các bạn vượt qua cái thanh xà và thả từ từ xuống, nó sẽ ăn được nhiều vào cơ lưng của các bạn, cơ xô á, và nó sẽ ăn được cả bả vai và bắp tay một chút thôi. Rồi, tay cầm nắm như vậy. Vừa chứ, tay cầm vừa, chúng ta hít lên.